không phải là người dễ thỏa hiệp mọi chuyện, nhưng Túy Nhật Minh luôn có tâm niệm, sống ở đời, biết vừa là đủ. Đó cũng là lý do Túy Nhật Minh quyết định là một nghệ sĩ tự do để có nhiều thời gian chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Bởi với anh, gia đình là quan trọng nhất. Sau mỗi show diễn, anh vẫn tự mình đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và hát dân ca cho mẹ nghe. Với anh, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là được tự tay chăm sóc mẹ mỗi ngày. Mẹ Túy Nhật Minh năm nay 85 tuổi rồi, mỗi một năm thì mẹ sẽ yếu đi, trông thấy. Cho nên là Túy Nhật Minh sẽ dành thật là nhiều thời gian để bên mẹ, để chăm sóc mẹ. Mỗi một khi mà đi diễn về ấy, về đến nhà chỉ cần gọi mẹ mà thấy mẹ thương là mình cảm thấy là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết và cảm thấy rất là xúc động. Túy Nhật Minh nghĩ rằng là mình phải dành nhiều thời gian để chăm sóc mẹ hơn, bên mẹ hơn, tại vì mẹ đã quen với cái hơi của mình rồi. Cho nên là dù có vất vả thì mình vẫn cảm thấy là hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc có mẹ để chăm sóc. Và vẫn còn may mắn hơn rất là nhiều người vì vẫn còn có mẹ ở bên cạnh, là chỗ dựa tinh thần, và mẹ luôn là mục đích sống của Túy Nhật Minh. Tiền là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nai chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu. Mỗi mùa Vu Lan, bài hát mà Túy Nhật Minh thích hát nhất là ca khúc Bông Hồng Cài Áo. Anh tâm sự, mất cha nên cài ngực hoa màu hồng nhưng vẫn hạnh phúc vì con mẹ. Mỗi lần hát bài này, nước mắt cứ chảy ra, nhất là khi nhìn thấy ai cài hoa hồng màu trắng. Túy Nhật Minh luôn tâm niệm, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật và cha mẹ là hai vị Phật sống. Muốn làm điều gì nhân đức thì trước tiên phải biết thương yêu cha mẹ trước. Mỗi mùa Vu Lan về là dịp chúng ta được trải lòng về công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Và mùa Vu Lan cũng nhắc nhở chúng ta ngày nào cũng nên là ngày báo hiếu.